Ngọc này. Sao? Anh nói gì? Từ nãy đến giờ anh cứ nghĩ mãi một việc. Thôi anh đừng nói mấy cái việc mà không có em anh không sống được nữa đi. Không, ý anh không phải thế. Vậy chuyện gì anh nói đi. Anh cứ nghĩ từ đầu vì thế nào mà chúng mình lại yêu nhau. Để em kể anh nghe nhá. Lúc đầu anh là PT của mẹ em. Em theo mẹ em đến phòng tập. Chắc là lúc đó anh thấy em xinh nên anh cũng để ý. Còn em thì thấy anh dễ thương, chân thật, nên em cũng có cảm tình với anh. Rồi sao nữa? Vì sao chúng mình lại yêu nhau? Em không nhớ nữa. Em chỉ nhớ tới đây thôi. Anh cũng không nhớ. Nhưng anh nghĩ chắc hẳn phải có một lý do nào đó thì chúng mình mới yêu nhau nhiều như thế. Không phải. Chúng mình không hề yêu nhau nhiều. Bằng chứng là cái việc mà chúng mình không nhớ nổi từ đâu và vì sao chúng mình yêu nhau mà. Chẳng lẽ lại thế thật? Nếu mà anh hiểu rồi, em mong từ giờ anh đừng như vậy nữa. Anh cũng nên có giá trị của bản thân. Việc gì phải chạy theo một người không phù hợp. Người như anh ở ngoài kia sẽ có rất nhiều người thích. Chúng mình kết thúc và mỗi người bắt đầu một cuộc sống mới. Sau này chúng mình cũng có thể vui vẻ như những người bạn mà. Vì em quý một người như anh. Anh cũng rất quý em. Vậy chúng mình kết thúc vui vẻ nhá. Để giữ lại sự tôn trọng và quý mến nhau. Ngọc. Chúng mình ôm nhau một lần cuối được không? Không được đâu bạn ơi.
Ngọc ơi, mẹ lấy quần áo cho con này. Ngọc. Đi đâu rồi?